I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi nhà cô trùng học cho anh em cùng xem. Rất là lâu rồi mình cũng chưa về chơi nhân vật này. Ngày hôm nay mọi người có thấy giọng của mình khác không? Tại vì hồi nãy là mình cũng có xem cái clip cũ của mình khoảng 2 năm trước. Thì bỗng nhiên là mình thấy cái giọng của mình ở cái giai đoạn đó so với cái giai đoạn này nó rất là khác. Thật sự rất là khác. Một bên thì nó hơi bị thiên hướng là trầm lĩnh tĩnh. Còn một bên, giờ giả dụ như là những cái video clip gần đây thì cái tông của nó lên cao hơn một chút. Thì để mình hạ tông xem là cái clip của mình hôm nay sẽ như thế nào. Và nếu như các bạn thích cái giọng nào của mình thì mọi người cũng có thể là comment ở dưới xem sao nha. Ở đây thì giọng thu được nó tốt hay không thì cũng do thiết bị nữa. Tại vì là trước thì mình, khi mà mình mới bắt đầu mình làm tựa game này thì mình mua lại cái iPad cũ của con bạn mình. Thì con bạn mình lúc đó là nó được bà của nó bên Mỹ chuyển về cái iPad, xài cũng được khoảng 2 năm, sau đó là nó bán lại cho mình được khoảng 4,5 triệu. Mình mua năm đó là năm 2017-18 gì đó. Thì cho tới cái thời gian đó, cho tới năm 2019 thì mình mới bắt đầu gọi là chơi Liên Quân không ạ? Thời gian đó mình chơi Liên Quân thôi. Cho đến khi mình xem được kênh của anh Hiển thì bắt đầu mới dấn sân dần dần vào bên Identify nhiều hơn. Tiếp sau đó là bắt đầu mới đổi sang iPhone 5 này, rồi lên iPhone 6, iPhone 8. Rồi bây giờ lên được 12 Pro Max thì nó cũng kiểu ổn rồi. Thiết bị nó cao hơn thì dĩ nhiên là nó sẽ tốt hơn. Còn hiện tại thì cái iPad của mình bây giờ thì đúng là nó SIDA rồi. Chỉ để mà coi YouTube thôi chứ không có gọi FaceTime hay gì đâu. Nhưng mà cũng mải nói chuyện thì cũng không quên nhắc đến bạn Hương Sư. Một bạn Hương Sư đứng ở vị trí số 4. Mắm chua mắm thúi. Cái này gọi là funny nói cho vui thôi ha. Chứ mình tâm lý mình sợ thì mình xịt mắm chua mắm thúi thì cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà kiểu mình bị mất máu, kiểu không dùng đúng nước hoa quá thì công nhận là mắm chua mắm thúi thiệt. Collagen chiết ra là mấy cái lọ bán lẻ. Ôi, hay quá. Đây mình lấy bỏ mình cover cho bạn Hương Sư. Ở đây bỏ thì sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của Hunter và buộc Hunter muốn đi nhanh hơn thì Hunter phải đánh 2 hit vào đám bỏ của mình. Ô thả Hương Sư à? Ok phết, được được. Đây mình cover chị thương cho bạn này. Trước thì mình cũng có nói sai rất là nhiều thứ về tiếng Anh, ví dụ như là heal là chị thương thì đọc heo. Rồi prim đúng là pram, rất là nhiều thứ. Dần dần sẽ cải thiện. Mà không hiểu sao mình mới xem được cái clip clip bác sĩ mình mượn của bạn nào mình không nhớ, cũng 2 năm rồi. Ở cái khoảng thời gian đó nó cũng rất là cực mọi người. Gây dựng cái niềm tin, rồi các bạn được tin tưởng cho mượn nick, nó cũng là một cái thứ rất là cực ấy, thật sự rất là cực. Làm sao để họ có thể tin mình cho mình mượn được một cái ạc thì cũng gọi là một cái gì đó nó khá là vui, thật sự rất là vui. Wow, bây giờ mình sẽ sửa máy cho bạn này luôn. Leo bây giờ thấy chơi gặp cũng rất là nhiều nhá, và cực kỳ khỏe. Ngày hôm qua mình may mắn sao mình cũng chơi một trận tù nhân. Và bạn ấy chơi Leo Friend Hunt. Nhàn, thật sự rất là nhàn. Cho nên là mọi người thấy clip ngày hôm qua, cái thumbnail của mình là dạ cái gì? Là Leo là lý do vì thế đấy. Cái trận đấy là bạn ấy đang gọi là Friendly Hunter, cho nên là mình tranh thủ mình cáp cái ảnh cho nó đẹp đẹp xíu. Một cái khung ảnh rất là đẹp. Và sau đó là mình sẽ chỉnh màu, chỉnh thêm chữ vào để cho các bạn có thể đọc cái ảnh của mình, để các bạn biết là ngày hôm nay mình sẽ gặp ai. Thứ hai là mình sẽ đối đầu Hunter nào. Và thứ ba là nhìn cái ảnh thì cũng sẽ đoán được một số gì đó nội dung chính của cái video của mình. Cũng hơi bị cầu kỳ đúng không?
ngày xưa thì mình cũng hay lười lắm, rồi mình cũng hay nhặt ảnh của NE về mình gắn lên lắm, nhưng mà cảm giác như tự mình bỏ lên thì nó sẽ hay hơn. Rồi mình đi cứu chủ tế. Trời ơi bạn ơi, bạn còn có một lần lên ghế nữa, bạn bay đó, sao bạn liều dữ vậy? Trời ơi, thôi xong luôn rồi. Liều không thể tả nổi luôn á. Thôi thôi, lên ghế rồi, bay rồi. Chịu bạn luôn. Không biết quý trọng mạng sống của mình. Binh rồi đấy chứ, đâu phải không binh đâu. Rồi. Đây tê, chị thương. Thôi đừng đi nữa, trời ơi. Hunter nó có dí đâu mà chạy xa. Nó xa thì thôi luôn. Xa quá trời xa. Xa xỉu. Ok. Vậy là tuần này thì sẽ là Tết Dương. Các bạn nghe đâu phong phanh là được nghỉ bù thứ hai nữa. Mọi người sẽ được nghỉ bù cái tuần thứ hai tuần sau. Cái thời gian đó thì chắc là mình cũng chẳng đi chơi, ở nhà ngủ mọi người. Mình ngủ ở chân ái, chứ không có biết làm một cái gì hết ngoài ngủ hết trơn. Giờ đi cũng chả biết đi đâu. Ngày trước thì cũng có bạn bè này kia, nhưng mà dịch bệnh quá rồi thôi ở nhà cho chắc. Thứ hai là bọn mình cứ hẹn nhau, ví dụ như đi chơi rồi không hiểu sao hẹn cho đã, xong rồi cứ đứng ở ngoài lề đường ấy. Bắt đầu đi đâu mày ơi, đi đâu mày ơi. Trời ơi, khổ. Ủa nó đi đường này mọi người. Đừng, chú đi đâu đấy? Ôi thôi xong rồi. Xin chia buồn cho chị chủ tế. Ơ trời ơi, còn dịch chuyển nữa. Quá đáng, quá sợ luôn. Có một cái con rối ở đây nữa, khổ thật. Phá luôn. Ôi thôi thôi, nó lại về lại rồi. Bye chị chủ tế nha. Chị ô tự hiêu được à? Vậy để mình thò cái tay mình mở cổng. Cái skin này nếu mà xài hết bọ là nó sẽ để hai cọng tóc ra, hai cái chùm tóc nhìn như là hai cái đuôi gì đó. Làm gì mà đuổi tôi sập xình dữ. Ôi. Đây, ấn vào bụng nó thật là nhanh nhá. Ở đây thì Leo sẽ có cái phụ kiện A đổi cái con rối thành hai bé Emma áo xanh và áo đỏ. Như ở đây thì mình thấy một cái phụ kiện S mà chỉ đổi một cái hình dạng rối như thế thì cũng thiếu sót gì đó. Cho nên là mình cũng mong NE thêm thắt vào một xíu. Ôi trời, hai anh chị bỏ tôi. Người quả nó bu đầy đầu tôi cho coi. Hai chị thoát liền liền để cho mình tui vậy. Rồi. Thôi để mình đập cái ván xuống cho chắc. Sắp hết mắt đỏ rồi. Hello. Hello from the other side. Ôi chết rồi, quên ấn cái đám bọ để mình nhảy xuống để qua ván. Bạn Leo này là bạn ấy không có thèm đánh bọ của mình, cho nên là mình xài bọ rất là sướng. Ủa chết, bấm nhầm. Mình đi nha. Bye bye bạn Leo, chúc các bạn ở lại. Tại vì bạn hương sư kia lỡ mắm chua mắm thúi collagen chiết ra mấy cái chai bán lẻ thôi, chứ không thì chắc thắng 4 ấy. Ok, mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở nhà thờ đỏ đây. Bây giờ là một cái tông khác, mọi người thấy nó làm sao? Ôi ôi, con Hunter chắc chắn nó ở bên mộ luôn. Tại vì tôi chơi Hunter nhiều, có vị trí spawn thường thường thì cũng kiểu tự suy ra được, giống vậy. Rimwick má. Thôi bye bye chị. Trời ơi, tôi thấy cái đỏ đỏ. U là trời. U là trời. Cái gì vậy quý vị?
Ở đây thì các bạn yểm hầu, đây thì mình vị trí số 1, chứng tỏ là hầu 1 của mình. Đó. Nó màu đỏ lè lè. Và khi mà nó đánh mình thì chắc chắn là nó sẽ bị mất con hầu màu đỏ đó. Nó chặn đầu chặn đuôi mình, các bạn thấy không? Thật là nhăm nhăm nhăm. Ui là trời ơi. Cứu tôi, nó có tốc biến không? Trời ơi. Ê, chứng tỏ là bạn này cũng có một cái phong thái chơi Dream Week rất là tốt nhá. Đảo hầu rất là giỏi. Chặn đầu mình thấy ổn, rất là ổn luôn đấy. Chỉ là mình có cảm giác bạn này đảo hầu chưa nhanh thôi. Chứ việc mà các bạn ấy sử dụng hầu đẩy qua đẩy lại như thế, mình thấy rất là chặn đầu chặn đuôi như vậy là có kỹ năng chơi đấy. Chưa, đảo hầu chưa nhanh thôi. Ấy chà chà chà. Đây, để mình vứt con hầu vào trong cái góc xó này. Rồi. Rồi, chị ở vui ở dẻ trong đó nha. Tôi biết ngay mà, nó sampling mà, nó có sai đâu. Bỏ của chị. Ủa? Mà mình đang dùng skinet của cái con bé tóc tím mà giờ sao tự nhiên nó nhảy qua bên đây rồi? Lát cái gì vậy? Trời ơi, cái skinet của tôi đang làm clip skinet. Ôi ơi, nó bị khùng, bị điên gì vậy? Ở quên tắt thông báo Discord. Trời ơi, con Rimwick à, đang đứng gần mình, mình không biết. Tôi không biết gì hết. Con hầu. Đây đây, con hầu chính. Trời ơi, nó đứng, nó nép nép ở đây nè. Ai da, cái đám bọ này nó không có. Nó vẫn còn một cái lỗ hổng nhỏ nhỏ. Trời ơi, đang tính bảo để xài hết bọ xong bắt đầu là cho nó lòi tóc tím ra thì tự nhiên nó lại qua cái skin này gì. Gì? Cứu bé. Trời ơi, Saki, Discord bực mình ghê. Để lát tôi tắt cái thông báo đi. Nháy hoài. Cover bé, trời ơi, đừng để bé đai. Cố lên cái gì, cái bản chat gì mà nó lạ lùng dữ vậy. Thích dùng con hầu nó đánh đúng không? Ok. Mình sẽ để cho gần bra máy, lúc đó mình để cho nó đánh. Cái Discord bực mình. Đánh đi. Rồi nè, đánh đi nè. Ok, nổ máy luôn. Mất hầu, yeah. Các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Đó là cái mẹo khá là hay để cho nó mất hầu luôn. Và mình đang mong chờ là nó đừng có di chuyển. Đừng có di chuyển. Rồi, xong rồi. Nó đi theo mình rồi. Trời ơi. Kìa 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 kìa. Ui, thêm một con hầu. Sợ thật đấy. Làm sao mà ra được hầm đây? À, cứu. Ra được hầm không chứ chứ. À. Đánh muốn ải chỉa luôn. Thôi không cho. Đách cho bạn xách bóng mình đâu. Ok, vậy là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ, thật là vui vui vui. Bye bye cả nhà nha.